đệ nhất đế tử tiên hồ phần đệm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tàn phá trong nhà có một gây mũi mùi máu tươi, vân hoàng máu me khắp người, đau đớn kịch liệt làm cho hắn hầu như mất đi chi giác, hắn không thể tin được hôm nay gặp tất cả. Giường gỗ bên cạnh nhất đôi vợ chồng trung niên cầm trong tay sắc bén dao găm, từng đau cắt thân thể hắn, đem trong cơ thể xương cốt lấy ra. Vân Hoàng cố nén đau nhức bi thương nói vì sao tại sao muốn như vậy đối với ta phụ thân mẫu thân ta đau quá a à, suy phượng lan tâm xì khẽ một tiếng trong con ngươi tràn đầy ác hàn tiểu súc sinh ngươi đã đều đã muốn chết ta đây liền nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thực ngươi cũng không phải chúng ta con ruột ngươi ba tuổi thì làm mất cũng là chúng ta cố tình làm có lẽ là thiên ý lại để cho ta phát hiện ngươi trời sinh tiên cốt đoạn thời gian đó ta là thật hối hận không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm trở về thượng thiên đối với ta vân ra không tệ hôm nay lấy đi ngươi tiên cốt trồng vào con ta trong cơ thể cũng coi như ngươi làm một chuyện tốt đi vân hoàng đồng tử hơi co lại trái tim hung hăng co giật hắn không tin không tin phượng lan tâm nói thiên tân vạn khổ trở lại bọn họ bên người vô luận làm cái gì đều cẩn thận từng ly từng tí lo lắng sẽ phá hư cái này được không dễ thân tình nực cười a à mười năm bi thương nhẫn lại đổi một hồi cô đơn tiểu vân a à, tiên cốt quá mạnh không phải ngươi có thể nắm trong tay chúng ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt vân cầm đem lấy ra xương cốt sắp hàng tốt phóng nhãn đương thế chỉ có kình vũ sở hữu chịu tài tiên cốt tư cách hắn là đệ đệ ngươi ngươi coi như cho hắn tiền đồ lót đường đi vân hoàng đáy mắt hận ý thao thiên nguyên lai vân cẩm lại như này giả nhân giả nghĩa hắn quả nhiên rất ngu xuẩn dĩ nhiên không có nhìn thấu ta kính trọng các ngươi tại sao phải làm như vậy cũng bởi vì ta không phải là các ngươi ruột thịt sao vì sao phượng lan tâm dường như nghe được thiên hạ êm tai nhất chuyện cười tiểu súc sinh, ngươi còn sống chính là vì cho kình vũ lót đường, ngươi tiên cốt đã mất, đã người vô dụng, ta vân ra có thể không được nuôi phế vật. Vân cẩm, đưa hắn giải quyết, kình vũ bên kia còn chờ, phải nhanh một chút đem tiên cốt trồng vào trong cơ thể, được. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, linh hồn thoát ly thân thể đau đớn làm cho hắn cảm giác được giải thoát, sắp chết nhất khắc, hắn trong lòng hận ý nhảy lên tới đỉnh điểm, như làm lại một đời nhất định phải những thứ kia phụ hắn người nếm hết vợ con ly tán cửa nát nhà tan nỗi khổ ầm đang ở hồn phách của hắn như muốn tiêu tán thời khắc một đạo hấp lực cường đại truyền đến đưa hắn thôn phệ theo đây một đoạn kiếm cốt kéo dài qua thập giới ngao du chư thiên nhập táng địa sông cấm khu xem thương hải tăng điền trải qua vạn kiểu khó khăn luyện đến một viên vô địch đạo tâm thời gian trôi qua, vạn pháp diễn hóa đang thịnh, sau thái sử thời đại, mênh mông thiên đình văng tung tóe bát bộ thần hỏa lệnh trọng hiện gian. Từng cái từng cái vô địch đầu sò kéo dài qua tinh thần mà tới. Dài dòng chinh chiến, nhất vị lại một vị thiên kiêu quật khởi. Cái kia một hồi sát phạt đưa tới thập giới văng tung tóe thái sơ cấm khu bạo động, vô số đầu sỏ rơi vào trạng thái ngủ say thấm thoát tuế nguyệt, một đoạn kiếm cốt đảo loạn đại thế phong vân, vì bình định cấm khu bạo động, tâm ủng thần hỏa lệnh, bàn tay tam quốc thư, bồi dưỡng được vô số đại đế. Lần lượt tiến nhập thái sơ cấm khu. Trăm triệu năm quá khứ, thái sơ cấm khu không biết mai táng nhiều thiếu kinh diễm tài tuyệt hạng người, bên trong vùng thế giới kia cất giấu cổ lão cấm kỵ, một cái hồng câu, cuối cùng suốt đời tâm huyết. Như trước đạp không qua, đệ nhất đế tử tiên hồ trọng sinh trở về. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ẩm, um, một tiếng vang thật lớn từ xa chỗ truyền đến, chỉ thấy bốn phía cổ thụ chập chờn không ngừng, có nóng cháy hỏa quang sông trên vân tiêu, châm lửa vắng vẻ đêm tối. Lâm tiểu thư, người nói phế vật này có thể chết hay không, nghe nói hắn chính là vân gia thiếu gia, một cái trên mặt có tàn nhang nữ hài gánh yêu. Chó má vân gia thiếu gia ở vân gia hắn căn bản không có địa vị đáng nói, giết chết cũng sẽ không có người tìm phiền toái. Lâm Uyển đình diễu cợt, mặt mày trung đầy là khinh thị, người xuyên lưu la từ quần nàng, ở ánh lửa làm nổi bật xuống, tựa như một con cao quý thiên Nga. a à, mấy người không kịp vui vẻ, nằm ở trong biển lửa không nhúc nhích vân hoàng phát sinh một đạo khàn khàn tiếng kêu, mày kiếm cau lại. Nghe một bên truyền tới thanh âm, hắn chật vật mở hai tròng mắt, nhìn phía xa mấy người, ánh mắt của hắn kinh ngạc. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở thái sơ cấm khu. Nói đến này chỗ, hắn bỗng nhiên minh bạch, tức thì chớ lên tiếng. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào lâm uyển đình đám người thân lên, dù hắn từng trải ngàn vạn năm sóng gió, lần thứ hai thấy những thứ này người, đáy lòng hận ý như trước không đè ép được một năm này hắn 15 tuổi, Lâm Huyền Đình nói cho hắn sau sơn có một gốc cây nghìn năm hỏa linh chi, vân cung linh tiến giai uẩn thể cảnh lúc đó có trọng dụng. Hắn thừa dịp bầu trời tối đen sẽ đến sau sơn, ai có thể nghĩ đúng là Lâm Huyền Đình quỷ kế, hại hắn rơi vào di động trong nham tương. Cái kia lần về sau, hắn cả người ra thịt bị đốt nát vụn, khuôn mặt xấu xí phế vật này nhãn thần thật lạnh như băng, hắn sẽ không muốn cáo trạng đi. Tàn nhang nữ hài giả giả trang hoảng sợ, kỳ thực đáy lòng một chút cũng không sợ. Lâm huyền đình bộ dạng phục tùng nói. Mạng của ngươi thật đúng là lớn, này cũng còn chưa có chết. Chuyện ngày hôm nay ngươi nếu là dám nói ra, vậy cũng đừng trách bản tiểu thư tàn nhẫn vân hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang chỉ thấy hắn giống như quỷ mị vậy ngay lập tức xuất hiện ở lâm uyển đình trước mặt bàn tay trực tiếp chế trụ cổ họng của nàng đã ngàn vạn năm không nghe được như vậy ngu xuẩn uy hiếp hắn dùng lực đem văng ra chắp tay hướng sơn hạ hàng đi nơi này là phù diêu học phủ sau sơn đời trước hắn ngoài ý muốn trở thành đệ tử tạp dịch về sau vốn có cơ hội tu hành lại bị phượng lan tâm khuyên lui nói cái gì thân thể hắn yếu không thích hợp tu hành cho đến chết sau hắn mới biết chân tướng bọn họ chính là lo lắng tiên cốt sẽ bị phát giác như vậy liền không thể cho vân kình vũ làm giá y Ánh sao ngút trời rơi, ở nhất chỗ bao la đất trống, Vân Hoàng ngồi xổm trên đất, đem từng cái hình tròn tiền giấy để vào trong chậu than. "Trài Nguyệt, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Hắn nhớ tới cái kia kinh diễm tài tuyệt, lãnh nhược băng xương nữ tử, có thể sống lại một đời, chỉ sợ là nàng kiệt tác. Đốt xong tiền giấy, Vân Hoàng nhìn ra xa bàn tiên thành phương hướng, trong lòng buồn vô cớ đương thế bàn tiên thành chính là nhất tôn quái vật lớn, bàn tiên thành người sáng lập trai nguyệt theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, đã siêu thoát đại đạo phạm trù. Huống chi nàng ở sau thái sử lúc thần thoại, mênh mông tinh vũ, bàn tiên thành trung, nhất vị phong hoa tuyệt đại thần nữ mở hai tròng mắt, ngay mới vừa rồi cái kia nhất chớp mắt, nàng tiên duyên bạo tăng, so với trước kia muốn hồn hậu vài lần đột nhiên biến hóa làm cho nàng lông mày nhíu chặt trong lòng dâng lên một tia tâm tình rất phức tạp lập tức truyền lệnh nhường chỉnh lý đương thế tối cường thiên kiêu tư liệu muốn từ chung thu hoạch manh mối nhưng nhất sau như trước không thu hoạch được gì phù diêu học phủ lệ thuộc bất hủ hoàng triều tọa lạc tại đông quỷ vực truyền thừa trăm vạn năm nội tình thâm hậu đệ tử tạp dịch ở tại sau chân núi xuống linh khí tương đối mỏng manh trải qua vừa rồi nháo trò, đã là ba càng thiên. Bộ phận đệ tử đã tỉnh lại, ở trong phòng bếp bận việc. Vân Hoàng đẩy ra cũ nát môn, liếc mắt liền thấy nằm giường trên ngủ say Vân Cung Linh. Đây là hắn muội muội đời trước nhất lỗi với nhân phải là nàng. 17 tuổi cái kia năm, Vân Cung Linh biết được Phượng Lan Tâm cùng Vân cầm âm mưu về sau, vì trợ giúp Vân Hoàng thoát đi, nhất sau chết thảm ở hai người tay lên may mắn hắn trở về đời này định sẽ không lại làm cho bất luận kẻ nào khi dễ những thứ kia đã từng thiếu xuống khoản nợ hắn hội tự thân đòi lại anh vân cung linh mơ hồ mở mắt ra ca người đi làm sao khiến cho bẩn thỉu trong ngăn kéo có ta làm cho ngươi siêm y ngươi đem trên người bị thay thế chúng ta hạ rửa cho ngươi sạch sẽ Nghe vậy, Vân Hoàng Tâm cưu đau, Vân gia duy nhất làm cho hắn lưu niệm, chính là trước mắt Vân Cung Linh. Muội muội, ngươi yên tâm, ca đời này nhất định sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn. Vân Hoàng đi lên trước, cho nàng đắp kín mền. Cách hừng đông còn có một đoạn thời gian, ngươi ngủ thêm một lát, ca đi chủ phòng hỗ trợ. Ừm, Vân Cung Linh cảm giác ca ca có chút kỳ quái, nhưng là không hỏi nhiều, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Hoàng đổi trên sạch sẽ xiêm y, phải đi chủ phòng hỗ trợ, đệ tử tạp dịch nhiệm vụ chính là phụ trách phù diêu học phù tất cả mọi người ăn quát được. Trong phòng bếp, Vân Hoàng mọc lên hỏa nấu nước, tỉ mỉ đem cây đậu mài nhỏ, hôm nay chuẩn bị làm đậu hủ, những thứ này đậu hủ là hắn bể nghệ thiên hạ bước đầu tiên. Coi như trong cơ thể không có linh khí, nhưng hắn hồn kinh vạn cổ, sớm đã không có người thường đương thế có thể sánh vai cùng hắn người sợ rằng rất khó tìm thùng thùng tiếng chuông vang lên đông dương ban đầu thăng thần luyện đã kết thúc các đệ tử hướng phòng ăn hàng đi nam nữ mỗi bên đứng hàng chuyển một chữ hình đứng thẳng đạo sư trưởng lão có đặc thù thông đạo oa wow, hôm nay thức ăn thật tốt các ngươi xem có hồng lượn quanh nhục thân ai học viện lúc nào biến được hào phóng như vậy bữa sáng cũng có tốt như vậy sao quá khứ chính là một chén phấn đánh phát chẳng lẽ là gì đặc thù thời gian này các ngươi còn không biết sao nghe nói bất hủ hoàng triều thất công chúa tới bất hủ hoàng triều thất công chúa tới phù diêu học phủ ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa đây chính là sừng sững ở đám mây nhân vật đương thế tối cường thiên kiêu nàng hội xuất đầu lộ diện ấy ư đừng nằm mơ ngươi còn đừng không tin, lần này thất công chúa thật đến, nghe nói là vì Nam Thiên Đình khai mở một chuyện mà tới. Chúng thuyết phân vân, rất nhanh liền đánh tốt cơm nước, cũng không có người bắt đầu động đũa. Phù diêu học phủ có quy củ, cần đạo sư trưởng lão mở miệng, tài năng động đũa. Vừa rồi truyền ra thất công chúa tới học phủ một chuyện, mọi người đều đem ánh mắt nhìn ra phía ngoài, muốn biết thật hay giả ca, hôm nay đậu hủ thật tươi mới a, à, cho nhiều ta đánh một điểm. Vân Cung Linh nhảy cà tưng theo đi tới, một đôi mắt trong veo như nước, rất mỹ lệ. Có thể, Vân Hoàng trong tròng mắt băng lãnh không hề, tràn đầy cưng chiếu. Vân Cung Linh vẫn chưa đi chỗ ngồi tọa hạ, nàng cao mi nói. Ca, nghe nói thất công chúa tới phủ diêu học phủ, người phải thật tốt biểu hiện nếu là có thể đạt được nàng chỉ điểm, ngươi nhất định có thể biến được càng mạnh. Bất hủ hoàng triều thất công chúa sao? Vân hoàng khóe miệng khẽ nhếch kiếp trước cái này nhất thiên hắn bị nham tương cháy về sau, một mạch đối đãi ở phà ốc trung dưỡng thương, căn bản không gặp qua cái này vị truyền thuyết nhân vật. Bọn họ lần đầu tiên thấy, là hắn chết sau năm thứ ba ở tiên phần chung cạnh tranh cửu tiên bí bảo, nàng xác thực kinh diễm vạn cổ, chỉ tiếc thiên đố hồng nhan. Nếu nàng bất tử, nhất định có thể xưng hùng sau thái sử. Ở cái kia thời đại, có thể tung hoành ngang dọc nhân thật không nhiều lắm. Đệ nhất đế tử tiên hồ cấp cao nhất đệ tử. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Tới. Phòng ăn náo động một mảnh, nhất vị người xuyên quần trắng nữ tử đi tới, dung nhan tuyệt mỹ không được thi phấn trang điểm, giữa lông mày có một luồng cương nghị. Nàng chính là bất hủ hoàng triều thất công chúa. Bên cạnh đi theo bạch phát lão giả là phù diêu học phủ đại tế ti, đã có 300 đệ nhất đế tử tiên hồ di chủng tung tích. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Thấy vân hoàng sinh khí, vân cung linh vội vàng nói ca ta không phải ý đó, người mãi mãi cũng là ca ca của ta. Tốt đi, ta đây thu xuống. Lúc này mới chứ sao, Vân Hoàng tỉ mỉ giảng giải cho nàng tu hành thì phải chú ý hạng mục công việc, Vân Cung Linh nghe như si mê như say xưa, càng thêm sùng bái ca ca. Chờ Vân Cung Linh bắt đầu tu hành, hắn lưu lại một phong thư, liền hướng sau sơn hàng đi phù diêu học phủ sau sơn liên tiếp nhật bất lạc dãy núi, có vô số cổ lão hung thú hoành hành, vô cùng nguy hiểm. Đứng ở cao sơn lên, vân hoàng mắt nhìn lồng ngực trên hiện ra mạn đà la hoa, trong lòng ngẫu cảm giác thê lương. Năm đó, hậu đại châu bị thánh tộc trưởng khống, hắn gặp phải mới ra đời tiểu mê hồ, vô số bá chủ xưng hùng lãnh thổ, tuổi gần 14 tiểu mê hồ liền đã cụ bị đại đế phong tư, một bước một trận chiến. Có ta vô địch, may mắn không làm nhục mệnh tiểu mê hồ cuối cùng xưng đế nắm quyền hậu đại châu đem thánh tộc đuổi ra thập giới ở ta đây mệnh như yêu thời đại từng vị vô địch đầu sỏ vẫn lạc không thể tưởng lại có một ngày có thể trọng xem cái này chư thần đã tới trước cảnh tượng mạn đà la hoa tình không vì nhân quả duyên cớ đã định trước sinh tử chờ đi đời này sẽ không còn có tiếc nuối vân hoàng bước vào nhật bất lạc dãy núi bối ảnh như phong biến mất ở sâu chỗ hắn trở thành phù diêu học phủ cấp cao nhất đệ từ tin tức truyền ra tức thì kinh động mỗi bên đại giáo đình những thứ kia cầm quyền lão quái vật dị thường hiếu kỳ cái này vân hoàng đến tột cùng là nhân vật phương nào phù diêu học phủ truyền thừa đã lâu, không thể không được tinh tường cấp cao nhất đệ tử đại biểu cái gì, đó là vô địch tượng trưng, nó không chỉ có là một cái danh xưng, càng là tu sĩ vinh quang. Cân nhắc từ cổ trí kim nhân vật ai có thể vô địch. Từng cái vô thượng đại giáo đều có cấp cao nhất đệ tử xưng hô, nhưng tuổi trẻ nhất đại thật đúng là không người nào dám tuyên bố mình là cấp cao nhất đệ tử. Bọn họ biết, đế giới phải đổi thiên nhưng mà thế hệ trẻ cường giả lại cười nhạt vân hoàng là ai đều chưa nghe nói qua cái kia xó xỉnh nhô ra ngoạn ý căn bản không có để trong lòng lên khiêu lương tiểu sửu mà thôi dùng phương thức này bài bạc người nhãn cầu sống không lâu cái này thiên phù diêu học phủ nhấc lên một hồi dậy sóng đều ở đây tìm vân hoàng tung tích Rốt cục có người báo cho đi về phía khoách mạch cảnh tu sĩ đều chạy tới nhật bất lạc dãy núi cũng có uẩn thể cảnh cao thủ theo bọn họ tạm thời cho là nhìn đùa dỡn vân hoàng bất quá là một cái liền khoách mạch cảnh cũng không từng đạp chân phàm nhân bọn họ còn kéo không được hạ khuôn mặt đi nhằm vào chẳng bằng làm cho khoách mạch cảnh những thứ này học đệ học muội xuất thủ đã có thể bảo trì phong độ lại có tốt đùa dỡn hãy nhìn cớ sao mà không làm đêm đã khuya, dãy núi sâu chỗ truyền đến kinh thiên gào thét, có cổ lão hung thú sừng sững ở đỉnh núi, nhìn về phương xa, tựa như đang siêu tầm con mồi. Đó là nhất tôn tử huyết kỳ lân, cao trăm trượng có thừa, tứ chi trắng kiện, dường như kinh thiên thần trụ, quanh thân rậm rạp phải màu tím, có tơ máu lưu chuyển, sương mù nặng nề, khí tức mênh mông như hải. Vị này tử huyết kỳ lân còn vị thành niên, chỉ có khoách mạch cảnh cửu trọng tu vi, nhưng là không thể khinh thường hung thú sức bật là nhân loại gấp 2, coi như đối mặt uẩn thể cảnh tu sĩ, nó cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, tử huyết kỳ lân chính là quần cư động vật, một ngày nhân tộc tu sĩ đối với bên ngoài khởi sướng tiến công, rất có thể sẽ tao ngộ vi ẩu. Bình thường liệp sát hung thú tu sĩ, cũng sẽ không đối với quần cư động vật hạ thủ, gặp phải tránh được nên tránh vân hoàng giấu ở một khối nham thạch xuống hắn tuy là đạo tâm vô địch nhưng cỗ này nhục thân quá yếu phải nhanh một chút đánh bóng cứng cỏi nếu không thì đừng nói sưng hùng vạn cổ chỉ sợ cũng liền trụ cột nhất khoách mạch cảnh đều không pháp bước vào đối đãi tử huyết kỳ lân rời đi hắn liền từ nham thạch hạ đi ra tìm đến một ít củi khô mọc lên hỏa tọa ngồi vận khí kích hoạt tiên cốt Tiên cốt phân nhân tiên thần ba đẳng cấp, đẳng cấp càng cao, có thể tu hành thể thuật lại càng khủng bố. Hắn chính là thần cấp tiên cốt, đời trước linh hồn bám vào kiếm cốt lên, không có nhục thân căn bản không pháp tu luyện. Cũng may hắn đạt được Tam Quốc thư về sau, liền một mạch nghiên tập, đối với 24 đại nhân thể, 18 đại tiên thể, cửu đại thần thể đều nhược chỉ trưởng phục thiên thần thể liền thuộc về cửu đại thần thể một trong tu thành sau có thể chỉ tay che thiên bắt nhật nguyệt phi thường khủng bố thể chất nhưng sự hạn chế rất mạnh siêu việt uẩn thể cảnh về sau tác dụng sẽ nhỏ đi nhưng cái này đã đầy đủ nhục thân là thuyền kinh mạch là đinh linh hồn là trèo thuyền người chỉ có trước đem nhục thân hoàn mỹ tài năng hàng được xa hơn nhưng khi thế tu hành giả, trước khuếch trương mạch, sau luyện thể, đây là sai lầm tu hành phương thức, vân hoàng cũng là dùng vô số năm mới cảm ngộ. Phục thiên thần thể đối với tu sĩ khí huyết độ hùng hậu yêu cầu cao vô cùng, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, muốn khống chế môn này thể thuật rất chắc trở. Trước mặt là tối trọng yếu chính là liệp sát hung thú, lợi dụng hung thú cổ huyết tới thanh tẩy nhục thân đối đãi tự thân khí huyết độ hùng hậu đạt tiêu chuẩn là được tu hành phục thiên thần thể. Bình thường hung thú đối với hắn cũng không dùng, kém cỏi nhất cũng phải là thái cổ di trùng. Có thể từ đạo gian thời đại ban đầu, thái cổ di trùng liền biến mất ở cổ lão táng địa trung, cái này trùng tiểu sơn mạch nếu như xuất hiện nhất tôn, sớm xích mích thiên hiện tại cũng chỉ có thể thử vận khí điều kiện của hắn hữu hạn muốn đi ra đông quỷ vực không quá thực tế hết thảy đều chỉ có thể chờ nam thiên đình khai mở trước đó hắn cũng không thể ngồi chờ chết cần đem một ít thần thông đánh bóng hoàn thiện muốn cho linh hồn của chính mình cùng nhục thân càng thêm phù hợp bật hơi như sấm nếu có người bên ngoài ở chắc chắn phát hiện vân hoàng thổ tức gian đều sẽ gây nên tiếng xèo xèo tựa như không gian tê liệt phương viên trăm mét linh khí biến được cực kỳ mỏng manh đều đều bị hấp thu mặt trời mới mọc ban đầu thăng vân hoàng khuôn mặt ôn nhuận cả đêm hô hấp thổ nạp làm cho hắn cảm giác thần thanh khí sảng kiếp trước chết sau hắn vẫn chưa đã tiến vào nhật bất lạc dãy núi cái này tình huống bên trong hắn cũng không quá tinh tường chọn một cái sơn đạo bắt đầu dò xét tìm hắn phát hiện Nhật Bất Lạc Sơn mạch tu sĩ dường như nếu so với trước đây nhiều, không biết tới làm cái gì. Con đường núi này bốn phía có kim sắc quang tự như ẩn như hiện, tựa như cổ lão hung thú lưu lại, trong không khí còn có một gai mũi mùi máu tươi, thở sâu. Tức thì khiến người ta cảm thấy lồng ngực hiện lên đau, có tinh thần đè xuống. Đây là, vân hoàng đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc hắn như không có cảm giác sai đây cũng là tà mâu bạch hổ lưu lại quang tự nói cách khác có thái cổ di chủng trốn vào nhật bất lạc dãy núi sâu chỗ hắn thần tốc đi về phía trước mới vừa đi ra vài dặm đường liền thấy người quen thật không phải là oan gia không gặp gỡ lâm uyển đình mang theo nàng vài cái tiểu tùy tùng triển khai lục soát từng tấc đất xem ra chắc cũng là vì tà mâu bạch hổ mà tới lâm ra ở đông quỷ vực truyền thừa mặc dù không được cường đại nhưng nắm trong tay cửu môn trung mạnh nhất diễn tự bí có thể đẩy diễn xuất bảo tàng cơ duyên chỗ tu tới đại thừa tự liền thiên mệnh cũng có thể tra xét phi thường khủng bố hắn thần tốc trốn có lâm uyển đình dò xét tìm tự nhiên dùng không đến hắn quan tâm lần này nhật bất lạc dãy núi xuất hiện thái cổ di chủng khẳng định không chỉ lâm ra phát hiện có thể còn có cái khác cường giả nhúng chân lâm tiểu thư nơi đây thật có thái cổ di chủng thường lui tới sao có phải hay không là thôi diễn sai tàn nhang nữ hài thận trọng hỏi thái cổ di chủng a à, đây chính là trong truyền thuyết hung thú chỉ ở sách sử nhìn lên đã đến đệ nhất đế tử tiên hồ cướp đoạt cơ duyên nghe chọn bộ tại mê truyện audio com lâm uyển đình lắc đầu đích sắc có thái cổ di chủng tiến nhập dãy núi sâu chỗ nó đã thụ thương chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể chém giết thái cổ di chủng rất chân quý bắt được đan phường đi bán tối thiểu cũng là trăm vạn linh thạch đây chính là một khoản tiền lớn mấy người trong con ngươi bốc lên tinh quang, nếu thật có thể liệp sát nhất tôn thái cổ di chủng các nàng đó sau này đường tu hành hội bằng phẳng rất nhiều Lâm Uyển Đình thi triển diễn tự bí, rất nhanh xác định Bạch Hồ vị trí, các nàng chưa từng dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cao sơn hỏa hồng, cổ thụ bị đốt hủy, đại địa trên rậm rạp giữ tợn vết rách, bốn phía khói đặc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập một nóng ran khí tức nhiệt độ cực cao. Giống hổ thanh âm lã lướt, sâu chỗ mơ hồ có thể thấy được nhất tôn toàn thân lượn lờ ánh lửa bạch hổ, nó thân cao trăm thước có thừa, một đôi huyết mâu rất tà, lóe ra yêu dị quang huy. Miệng to như chậu máu mở ra, tựa như muốn phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Nhìn thấy ở trong biển lửa gào thét bạch hồ, lâm huyền đình đám người mặt mang mừng rỡ, không nghĩ tới đúng là trong truyền thuyết tà mâu bạch hồ, hơn nữa còn là thành niên, các nàng đi đại vận lâm tiểu thư đầu này bạch hổ đã thụ thương chúng ta phải ra tay sao tàn nhang nữ hài xoa tay nàng đã không nhẫn nại được ừm lâm uyển đình gật đầu tà mâu bạch hổ thương thế rất trọng các nàng nay thiên chiếm tiện nghi tuy nói bạch hổ gặp trọng thương nhưng mấy người vẫn là rất cẩn thận dù sao cũng là thái cổ di chủng bạch hổ thấy thế lấy nó thú loại trực giác không khó coi ra trước mắt khốn cảnh không nghĩ tới nó lại sẽ có một ngày như thế nếu như thời kỳ toàn thịnh những con kiến hôi này nó một cái tát là có thể đập nát giống bạch hổ nhe răng rít gào mấy người cũng không để ý tới ở trong mắt của các nàng bạch hổ đã là nỏ mạnh hết đà phía sau vân hoàng lấy ra một ít cành cây khô châm lửa bình tĩnh lui sang một bên khói bếp lưu động, người được này cổ gây mũi hơi thở bạch hổ đồng tử đột nhiên rụt lại, hoàn toàn biến thành bạch sắc. Nguyên bản uể oải thân thể khỏe mạnh lại tựa như tràn ngập lực lượng, tứ chi dùng sức đạp địa, tức thì đất dung núi truyền. Đột nhiên biến hóa làm cho mấy người khuôn mặt sắc chợt biến, các nàng tức thì muốn chạy trốn, nhưng phản ứng chung quy vẫn là chậm vỗ một cái bị bạch hổ trong cơ thể cái kia cổ mênh mông huyết khí đánh bay lảo đảo hết mấy bước mới dừng xuống lâm tiểu thư cái này bạch hổ tàn nhang nữ hài hoảng sợ nàng còn chưa có nói xong lâm uyển đình gấp giọng nói là quỷ đằng khói ảnh hưởng nó thần trí nàng thần tốc nhìn bốn phía chứng kiến vân hoàng lúc nàng nhãn quang xâm lãnh tiểu phế vật nguyên lai là ngươi dở trò quỷ ầm bạch hổ mang chảo quét ngang lâm uyển đình một cái sơ sẩy trực tiếp bị vỗ vào trên đất miệng phun tiên huyết giống bạch hổ công phạt hung ác độc địa lần thứ hai bổ ngang muốn đem lâm uyển đình chém giết thấy thế lâm uyển đình ngọc thủ huy động một đạo sán lạn chứa tiên quang nổ tung làm cho bạch hổ động tác chậm vài phần thừa dịp cái này khe hở nàng thần tốc lui lại đem thời gian phù sử dụng, nàng cảm giác trái tim đều đang chảy máu, đây hết thảy đều là vân hoàng tạo thành, tàn bạo trừng vân hoàng liếc mắt, nàng nhất định phải báo thù. Mọi người mau lui lại, quỷ đằng khói tan đi về sau, bạch hồ cũng liền dầu hết đèn tắt, chúng ta không cần cùng nó cứng đối cứng. Mấy người nào dám nhiều lời, bước nhanh thoát ly quỷ đằng khói là nhất chủng ác tính khí thể chỉ cần hung thú ở trước khi chết hút vào sẽ ở trong thời gian ngắn đem tiềm năng bạo nổ phát cho địch nhân tạo thành kinh khủng thương tổn. ầm um, vài phần chung về sau bạch hổ ngã xuống đất thân thể ở rất nhỏ co giật tựa như thừa nhận thống khổ to lớn đối đãi nguy hiểm đánh tan lâm Uyển đình trong nháy mắt đem đầu mâu đối với hướng vân hoàng nàng cắn răng nói tiểu phế vật ngươi lại hại ta sử dụng một tấm thời gian phù ngươi thật đáng chết phù quang chém lâm uyển đình bàn tay huy vũ mấy đạo đâm nhãn quang mang che đánh ra tập trung vân hoàng thân thể vân hoàng cước bộ nhẹ nhàng lấy huyền diệu nhất bước tiến né tránh nhìn thấy một màn này lâm uyển đình đồng tử trợn lớn nàng không thể tin được cảnh tượng trước mắt cái này tiểu phế vật có thể né tránh công kích của nàng nhất định là vận khí hừ không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy ăn nữa ta nhát tay nàng mới vừa nâng lên lời còn chưa dứt đã bị vân hoàng chế trụ hầu cảm giác lạnh như băng kia làm cho nàng sợ hãi nếu ngươi đối với ta vô dụng sớm là một cỗ thi thể xem ra ngươi không có đem cảnh cáo của ta để trong lòng lên vân hoàng chán ghét đưa nàng ném ở trên đất lạnh lùng nói lập tức mang theo ngươi người hầu ly khai nếu không thì ta không bảo đảm ngươi có thể hoàn hảo không hao tổn trở về nếu như ngươi thật cụt tay cụt chân ngươi mấy cái tiểu tình lang sợ rằng sẽ đưa ngươi quăng đi đi ngươi lầm uyển đình nội tâm sâu chỗ lan ra kéo dài ra thấy lạnh cả người đây không phải là hận mà là sợ hãi ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì vân hoàng hai độ nhắc tới nàng đối với hắn hữu dụng rốt cuộc là để làm gì chỗ cái này ngươi không cần biết được vân hoàng phất tay đối đãi thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời ta có thể lưu ngươi một mạng lâm uyển đình kinh ngạc nàng không hề dừng bước nhanh ly khai nơi đây vân hoàng đi tới bạch hổ trước thi thể giơ tay lên đâm thủng mi tâm của nó bạch hổ mặc dù toàn thân đều là báu vật nhưng hắn chỉ cần mi tâm huyết nơi này là đạo pháp hội tụ chi chỗ tinh huyết tinh khiết nhất dùng để mạnh mẽ hóa nhục thân không còn gì tốt hơn nhất lấy đi tinh huyết về sau hắn liền hướng sơn lâm sâu chỗ hàng đi tìm nhất chỗ hang động bắt đầu đánh bóng nhục thân mỗi một tấc cơ thể cũng không từng buông tha ngoại giới một mảnh xôn sao. lâm uyển đình đem vân hoàng đạt được tà mâu bạch hồ tinh huyết tin tức truyền đi lần thứ hai gây nên mọi người quan tâm Ngắn ngủi hai ngày thời gian, đã không phải là mọi người lần đầu tiên nhắc tới Vân Hoàng, người càng ngày càng nhiều hiếu kỳ cái này Vân Hoàng đến tột cùng là người nào. Trong huyệt động, Vân Hoàng cơ thể lóe lên tinh huy, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, như tứ hải phi nhanh, khí quan vân tiêu. Nước cuộn trào linh vận tăng sinh, phảng phất cùng thiên địa hợp thể, đại đạo tinh thuần hoàn mỹ mơ hồ còn có thể cảm giác được một tia tà tính, đó là bạch hổ huyết mạch sâu chỗ dấu vết lưu lại. Một ngày một đêm đánh bóng, thân thể hắn cường tráng không thiếu, nhưng như trước chịu tải không được phục thiên thần thể. Hô, miệng phun chọc khí, chấn thiên nhiếp địa, trước mặt đất trống xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, linh khí sớm đã khô kiệt còn chưa bắt đầu tu hành phục thiên thần thể, tạo thành cảnh tượng liền đã bá đạo như vậy, muốn thật bắt đầu tu luyện, cái kia lực phá hoại không cần nói cũng biết. Thu liễm tâm thần, tiếp tục hướng sâu chỗ đi về phía trước. Có thể mới vừa đi ra trăm mét, liền ngửi được một gai mũi máu tanh mùi vị. Đây là, vân hoàng mày kiếm cau lại, này cổ mùi rất kỳ quái, hình như là hung thú, nhưng lại có người mùi máu. Hắn theo mùi máu tươi đi tới, khi nhìn thấy ngã trong vũng máu tử huyết kỳ lân lúc hơi biến sắc mặt. Đầu này tử huyết kỳ lân là đêm trước cái kia, đi lên trước điều tra một phen, màu quang càng thêm thâm trầm. Hắn phát hiện kỳ lân trong cơ thể lại có một đạo rất khí tức quen thuộc, điều này làm cho hắn nhớ tới cái kia người. Không thể, khí tức của nàng sao xuất hiện ở kỳ lân trong cơ thể, hơn nữa còn như này tinh thuần. Cái kia người xa ở Thập Phương Hải kiên quyết sẽ không tới nơi đây. Vân Hoàng nhíu trầm tư, chẳng lẽ Nam Thiên Đình khai mở lúc, nàng từng tới Đông Quỷ vực?